We have a winner to today's 50-50 draw. Winning ticket is 407-9060. That's ticket 407-9060. You may claim your prize at the public affairs counter on level 1. Xin kính chào quý vị khán giả của truyền cáp SCTV. Độc cô cậu bạn có lẽ chỉ là một nhân vật hư cấu trong trí tưởng tượng thần thoại và siêu phàm của Kim Dung. Hiện thực xã hội sẽ không có gì là bất biến, bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Trong lịch sử của môn thể thao vua cũng chưa từng kiến một đội bóng nào có thể bất bại mãi mãi. Cao nhân ắt có cao nhân trị, vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Trước khi đến với cuộc so tài này, chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ của hai đội. Hai bên đều tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Tình huống mà khó qua có thể làm được tốt hơn. Như vậy là sự bế tắc đã được khai thông và tỷ số bây giờ là 1-0. Cuối cùng chúng ta cũng đã có được bàn thắng mà các cổ động viên đã chờ đợi từ rất lâu. Cú đá chân phải quá hoàn hảo của anh. Tỷ số này đang là 1-0. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền vệ hay nói khác là những người hỗ trợ thực hiện những đường truyền thật nhanh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Những gì đã diễn ra cho đến lúc này, dự báo phần còn lại của trận đấu sẽ rất căng thẳng. Isco. Jordi Alba. David Silva. Diego Costa. Cú đá của chân trong tình huống vừa rồi là khá hay, đó là một pha xử lý tương đối kín khiến cho các thủ môn khó có thể đoán được hướng đi của trái bóng, nhưng bẻ chân quá gấp đã khiến cho bóng đi chệch quá xa so với khung thành. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Người sút cũng rất đẹp và người bắt cũng tung người đẹp không kém. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Một pha xử lý rất thoải mái. Có thể làm được nhiều hơn như vậy, nhưng suốt cuộc thì anh lại có một pha dứt điểm lãng xẹt. Pha cứu thua tuyệt vời. Đường chuyền vào. Một pha đá phản lý nhà rất đáng tiếc. Sự thất vọng của thủ môn. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Và đó là một đường chuyền hỏng. Đá sơn. Và đi bóng rất quyết tâm. Rất nguy hiểm, không hề có bất kỳ. Không vào.
Diego Costa. Tình huống tuyệt vời rất rõ. Thổi còi kết thúc một trận đấu. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp hai. Trong hiệp một của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Oscar Hinmark ai đã thở pha. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Không vào, chỉ một chút nữa thôi là. Và các bóng rất kinh nghiệm. Làm gì nào? Đây là một pha đỗ lưới nhạt. Đây là một bàn thua có thể nói là oan uổng. Tỷ số đang là 2-1. Khi nói về giai đoạn cuối mùa, huấn luyện viên đã phát biểu rằng việc giành vé dự Champions League quan trọng hơn là việc chấm dứt tuần phát danh hiệu. Lúc này thì tương lai vẫn chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, theo những động thái mới nhất thì có lẽ ông sẽ tiếp tục gắn bó. Isco. Một pha xử lý rất thoải mái. Chuyền đi, mở biên đi. Pha bóng rất nguy hiểm. Bóng được phá ra. Chút tăng, rất căng, không vào, không vào. Một cơ hội. Một cầu thủ đá mắc lỗi vị trí. Ý đồ rất tốt. Có thể thấy ngoài đường pit, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn còn. Cản phá rất đúng lúc. Pha di chuyển ra biên. Rất nguy hiểm. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Bóng đi sát sao của dọc. Một pha bóng cực sự nguy hiểm. Rất hồi hộp mà rất nhiều hàng triệu cổ động viên đang nín thở trước màn hình TV. Nacho. Và như vậy là trọng tài đã mời còi kết thúc trận đấu. Vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.